Dortmund là đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng tại vòng đấu đầu tiên Bundesliga diễn ra đêm qua 19/9 theo giờ Việt Nam. Nhờ cú đúp của Haaland, Bayern Munich đã làm ầm ĩ Bundesliga ở trận khai mạc Bundesliga diễn ra rạng sáng 19/9 theo giờ Việt Nam bằng chiến thắng 8-0 trước Schalke, khiến cho các đội bóng muốn cạnh tranh với Hùm Xám cảm thấy rất chán nản. Với sức mạnh như thế, khó đội bóng nào ở mùa này cản nổi nhà vô địch châu Âu dù họ đã bán đi tài sản quý giá Thiago. Đó cũng trận đấu duy nhất khán giả không được vào sân, nhưng dường như Bayern Munich không cần một sự ủng hộ nào mới có được chiến thắng như ý. Vào đêm hôm sau, tức tối 19/9 theo giờ Việt Nam, Bundesliga đã chứng kiến một lượng nhỏ khán giả được vào xem đội nhà thi đấu nhưng ngồi theo khu vực cách ly với số lượng cao lắm chỉ đạt 10% sức chứa của sân vận động. Thế nhưng sự xuất hiện đáng mong chờ đó đã không mang lại được gì nhiều cho các đội chủ nhà khi họ đã có một đêm phản chủ. Đội chủ nhà duy nhất có được 3 điểm chính là Dortmund với chiến thắng trong trận derby vùng Borussia với Monchengladbach. Nhập cuộc không quyết liệt, kiểm soát trận đấu vừa phải, Dortmund phải chờ đến hơn nửa giờ đồng hồ mới sút tung lưới các vị khách nhờ pha ghi bàn của tài năng trẻ người Mỹ Giovanni Reyna. Mọi chuyện khá hơn ở hiệp 2 khi tài năng trẻ khác đến từ Na Uy là Haaland chơi đột biến và lập cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho Dortmund để nuôi hy vọng đeo bám Bayern Munich. Ở trận đấu sớm hơn, Frankfurt suýt đánh mất ưu thế sân nhà khi bị tân binh Bielefeld dẫn trước 1-0 và phải nhờ đến tài nghệ của Andre Silva mới đem lại một điểm cho đội chủ nhà. Không may mắn như các câu lạc bộ trên, các đội chủ nhà còn lại đều nếm phải những kết quả đáng ghét và trắng tay dù được đá trên sân nhà. Đậm nhất là thất bại 1-4 của Werder Bremen trước Hertha Berlin để giúp đội bóng của thủ đô tạm xếp nhì bảng xếp hạng Bundesliga. Kết quả vòng 1 Bundesliga: Bayern Munich 8-0 Schalke, Dortmund 3-0 Mönchengladbach, Frankfurt 1-1 Bielefeld, Union Berlin 1-3 Augsburg, Cologne 2-3 Hoffenheim, Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin, Stuttgart 2-3 Freiburg.